Dạ, con gái đó là nó cũng tức nhiều lý do lắm, cũng dắt vợ đi hoài, nó gặp con sùng con này con kia tục 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 gà mái lại thôi, ăn miếng chịu miếng đi, không quất hết trơn. Cũng chiều khuya xót ruột quá đập ngực ịch ịch, trời đất ơi là trời, bị đói quá đói rồi. Con sùng con biết, nhưng kiến nó tha con lên cao á để ý mấy cái đó, con kiến con sùng, mày thấy con sùng mà nó đang một khúc cũng như nó ăn phân vậy đó. Là năm đó mưa lớn. Bị trời mưa nó leo lên trên không à. Thay vì mỗi lần con gặp nó bò dưới đất hay nó ở lưng chừng giữa cây mưa nó leo lên đọt cây. Chỗ nào cao cũng leo lên. Nhưng mà nó lên trước khi mưa hả ông Tư? Trước khi mưa là báo hiệu, cũng như hai bữa rày mưa đó, mưa đêm mình ròng rã nè, anh lên trên nắp lu rồi này kia anh trốn. Vậy là nó biết công tư Biết chứ, con vật nó ta biết lắm, con ếch nó dụi mà nó đâu biết, nhưng mà trời chuyển mưa nó biết. bơi lên liền công Ừ, tư con rùa cũng vậy, hay nó có cái tánh linh sao đó có tánh linh. Chứ mình có đồng hồ đây, nhiều khi mình ngủ mê cái quên coi đồng hồ đâu biết. Mày thấy con gà không? Khi nào lạnh cuốn họng, vỗ ngực, đập ngực. mà đúng 4-5 giờ là bắt đầu nó gáy rồi hả ông Tư? Con Hay vậy. gà con gái cái đó là nó cũng tức nhiều lý do lắm. Cũng dắt vợ đi hoài, nó gặp con sùng con này con kia tục 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 gà mái lại thôi, ăn miếng chịu miếng đi, không quất hết trơn. Ủa chiều khuya xót ruột quá đập ngực ịch ịch, trời đất ơi là trời, bị đói quá đói rồi, giận luôn nuốt luôn, mà tục tục lại phải nó ăn miếng nó chừa mình miếng nó quất hết Tức giận. quá vỗ cánh. Ừ, đập vô ngực, trời đất ơi là trời, mày nghe kỹ đi, con gà đâu gái gì đâu, kêu tức kêu trời, Tức con vợ không Thư? tức như gà mái. Vợ thì bao la, gà mái thì nó gà trống nào đạp không được. Ông Tư, hồi đó giờ đâu có biết cái vụ đó đâu ông Tư. Có thiệt không ông Tư? Tiếu lầm Tiếu lầm chơi. Mà cũng chắc cũng có thiệt chứ, nhiều khi ban đêm đó anh tức thiệt chứ. Đó tức thiệt. Mày coi tục bao nhiêu mà bư có mồi thôi nuốt mẹ đi. Bư ra tục 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 mà không thấy gà mái chạy lại còn ngó giáo giác nữa, gà mái chạy lại chạy lúng lại nuốt hết rồi. Rồi cứ bơi ra được miếng nào cũng tục nó lại nó nuốt hết trơn, đói thấy mụ nội không kêu trời sao được. Cái đó sẽ giống con người mình quá không Tư, giống như một người đàn ông đi làm có tiền về bao nhiêu cái vợ lùm hết. Lụm đã đành đi còn đưa đít cho người ta thằng khác nữa chứ, người ta mới kêu là ngoại tình. cái Đem cái à, cái à, nó cái con trùng không Tư, con thấy trời mưa lớn nó cũng chui lên nữa không Tư? chui, mưa ngập nước ngột thấy bà nội không chui. Dương Con bắt kiến. con trùng con biết, nhưng kiến nó tha con lên cao á để ý mấy cái đó, con kiến con sùng, mày thấy con sùng mà nó đang một khúc cũng như nó ăn phân vậy đó. Là năm đó mưa lớn, mưa tầm tã, mưa dữ dằn luôn, Nó báo hiệu cho mình biết trước không Tư? báo hiệu Con kiến gần tới mùa nước lên này nè, mình đi ra đồng á, nó đóng cục cục ở trên đầu cỏ hết cái đó ngập bất ngờ, leo không kịp. Yeah. Nước nó ngập bất ngờ đó, leo không kịp. Mà nó hay không Tư? Mỗi lần mà có những cái trận mưa hoặc trận bão lớn á là tự động nó di chuyển con nó lên trên cao hết trơn, Biết mà trong khi đó trời mưa chưa tới đó đó. con vật nó biết, nó biết trước mấy ngày đó con. Nhưng mà nhiều khi cái tiết cái chỗ ở nó thấy cũng không qua diện kiến chúa, con vật chứ nó có chúa đảng rồi đó mày, Kiến chúa nhiều mối chúa gì không mối chúa ông chúa. Nhưng mà cuộc đời của mối chúa nhìn thấy nó tội, nó cứ nằm lay lắt ở lắt con chỗ đâu đi được. Đó là chúa rồi, đi đâu kẻ cắn khiêng đi không. Bữa đó con gặp cái tổ mối đó cũng đóng rồng trần rồi, mà
nó cứng nhắc không, tôi con tính lạc xuống rồi. Anh coi coi cái con ngó chúa nằm ở đâu mà con sợ. Không có dễ đóng rong con bỏ đi hết rồi. Vậy hả? Ừ. Cái ổ mối nó lên như cái mâm này nè. Có chỉ gì vậy, con để ý không biết. Dạ. Yeah. Rồi cái thai gì nó bể cái lỗ nào nó mần, nó giá cái lỗ nấy. Còn có mố chúa mà mới nở bự đó là nó dùng lên cái nấm nữa là. Dạ. Yeah. Nó dùng lên cục nữa là mố chúa thứ hai nó ra đời. Nhất là em của con Đáng, nó bắt mố chúa đại tài luôn. Bán con 50.000 đó mày. Ủa dữ hả? Ừ. Bán làm gì ông Tư? Nuốt. Ôi trời ơi. Cũng để mố chúa sống vậy nó để hỏng nuốt. Có tác dụng gì không ông Tư? Trời ơi, nó nói bổ khỏe, bổ bà nội đó. Cũng có tối ngày ôm vợ không, ăn không đủ thức ăn dinh dưỡng thì sao khỏe. Bổ. Kiểu đó mang bệnh thêm chứ. Bệnh thêm. Biết chứ. Giờ ông đào một ổ vậy, ông bắt con mố chúa là mấy mối kia nó chết hết luôn rồi ông Tư. Ừ, nó cứ bắt mối chúa không. Thì nó lên cái núm nào, lên nhọn cái núm đó là nó làm cho con mối chúa ở đó. Ở trên núi mấy cái tổ mối nhọn 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 lên gì nè ông Tư? Cao cao gì nè? Dùng mình thì đâu có dòm nước ngoài, nó cao 5-7 thước nữa. Nó mà cao cho một tấc, nhanh đào cho một tấc không có mối chúa thôi. Mối chúa phải nào âm xuống dưới tí xíu không có. Dạ. Yeah. À. Tùy theo cái gò, bị nó coi theo gò đất nó mới nó đung lên á. Nó đào xuống đó là nó dời mối chúa đi. Chỗ đó ẩm quá ẩm nó dời mối chúa đi chỗ khác. Ở bên núi Tô trong cái hang nó có một cái tổ mối đường kính con độ cỡ gần 3 mét. Mà từ đích hang mà lên tới cục đá trên là nó bít luôn. Tổ mối khủng khiếp của tổ mối gì không Tư? Đi bên Đồng Tháp bên rồi. Theo mã đó mối chúa nó mần cái ổ dài 3-4 mét vì mùa nước nó nổi ngập á. Dạ. Em nói mần vậy là tránh nước lục mới được. Vậy đó mà chuột rồi bư không nổi. Dạ. Rồi cái tổ mối vậy nó mấy con mối chúa là không Tư? Có nè. Con mà nó bự vậy đó hả? Ừ, nó bự vậy, còn có con khác rồi nó la đi chỗ khác rồi. Yeah. Tránh con mối chúa nó đẻ, nhiều khi nó già nó chết. Mối chúa cũng như con ông chúa vậy đó. Ông chúa nó đẻ, ông giống, chúa giống nó đẻ. Cái ổ ông dài vậy, con để ý cái dài dưới ông vậy nè, nói ông ruồi biết. Mấy cái túi bự bự dài dài dưới là ông chúa không? Nó kêu là nõn chúa. Ờ, nản đó. Dạ. Ngộ hả? Kêu nản, kêu theo bất kỳ túi ông chúa. Nó là chuẩn bị nó tách đàn là nó sẽ làm cái nõn chúa. Còn nó không tách đàn rồi thôi. Là có con chúa khác rồi nó tách đàn. Đi làm tổ cái mới nữa. Ừ. Nguyên một bầy đó, nó dụ 5.000 con, nó tách ra 1.000 con đi làm ổ mới. Dạ. Có ông chúa dẫn đi. Họ công nhận con ông nó lịch sự thiệt đó. Bắt ông chúa mà con chậm mắt, con bắt không lại kịp được nó đâu. Ông thợ, ông rồi này kia nó buông, nó che ông chúa kính mít hết rồi. Con ghê. Ừ, nó cắn, nó dời đi á. Na đi. Còn ông chúa hiền hả ông Tư? Ông chúa ảnh bự, ảnh dài òn, ảnh chậm chạp lắm. Nhờ mấy chết. Ông thợ, nó ông đồ. Nó không chết, nó không có kim đâu chết. Không có kim, có chó gì đó, anh không có cắn mổ ai. Hèn chi mấy con kia bảo vệ phải rồi. Ừ, bảo vệ anh, mối chúa cũng vậy. Dạ. Yeah. Mối chúa nó lăn qua lộn lại, đỡ lăn bên này, đỡ lăn bên kia, anh đi không nổi. Anh dài ọn khúc vậy nè. Bự lớn nhất là bao lớn ông Tư? Ừ, tay cái mình. Ôi ôi. Con thấy tay ngâm rượu nữa đó ông Tư. Ừ. Nó giống như con sùng vậy hả ông Tư? Bất kỳ nó mua 50.000 con, bất kỳ cũng mua nó. Ừ. Giống như con sùng mà cái đầu ảnh thì đầu cũng mối. Yeah. Có cái đầu cũng khúc nữa. Còn khúc cao. Nhưng mà tao nói xíu à, cái đầu cũng chín xíu à. Sửa anh không à. Tội lắm. Ừ. Anh đi đâu nổi. Yeah. Nào giờ chưa thấy. Mấy mối kia lật qua lật lại cái gì đó cho nặng sưởi ấm cho anh đó. Yeah. Chứ để anh nằm đó anh chết luôn sao. Cái gì mà nó còn sống gì mà phải để vô miệng ta nuốt luôn. Ừ, nó kỳ nó bài gì, ăn nhiều cái. Con mối nhà thấy nó còn đỡ chứ gặp con đuông kìa nó còn ghê nữa, tao nuốt mới dữ dằn chấm nước mắm ăn luôn mới ghê. Ghê chết luôn. Con đuông mắt mèo mà trên đất con nhóc đó. Dạ. Yeah.
Con đuông dừa mới ngon. Con đuông mắt mèo không biết con gì, con bướm nó xanh ra. Ăn được luôn hả ông Tư? Ờ, đuông mắt mèo ăn nó cũng béo y như đuông dừa mình đó. Y nhộng nha, không tầm. Ăn sống nó mới ngon chứ còn chiên là nó hết ngon rồi. Nhộng tầm thì nó quay, nó lấy kén rồi, còn con nó xé cái tổ ra, nó lấy nhộng, nó luộc lại, nó bán. Một chén mấy chục ngàn đó con. Mắc lắm Tư. Campuchia mua gì rồi, không có gì ăn, chả, rang với nước muối vậy đó rồi ăn cơm đó. Bên chi tôm cũng mắc á. Ủa chi tôm có làm tầm sao? Chỗ nào có tầm mua đâu mà ở chi tôm ta có bán đó. Có, chuyển về quá. Trong sóc có chỗ nào có Campuchia thì có tầm, bên ta hay nuôi tầm. Số của con tầm nó khổ không Tư? Còn sống thì ăn xong nhả tầm nhả tơi xong cuối đời cũng bị nên quất luôn. Nó luộc, không luộc thì nó thành bướm nó bay đi. Để đẻ lại trứng. Bà nội nhát nhát không dám lại chỗ tầm đâu. Mày nghe nó tầm mà con nhỏ nhỏ, nhỏ hơn đầu đũa nó ăn ào ào. Ghê không Tư? Lá dâu sắc vô thúng thúng vậy, con đem vô con rải vô, anh tràn lên nó ăn lát còn xương không. Cái con tầm nó dài sao không Tư? Nó thành sâu dài vậy nè. Ghê hả? Ừ. Rồi khi cuối mùa già ảnh mới mần ổ. Nó treo lá dúi á. Yeah. Nó cặp lá dúi, kẹp lại cặp khít vậy đó. Anh leo lên đó, anh đẻ. Anh đẻ, anh kéo kén vàng tư à. Anh làm ổ, anh trốn rồi. Rồi khi nó đúng ngày đúng tháng nó gỡ ổ xuống hết, nó để vô nước nóng, nó quay tơ ra, nó kéo chỉ ra đó, lấy con tầm nó bám. Kéo ra cái con tầm nó chết luôn hả ông Tư? Để vô nước nóng vào trong. Chưa kịp quá bóp nó là bị mình nhúng nước sôi rồi. Nhúng nước sôi rồi. Vậy là mỗi lần kéo kén vậy biết bao nhiêu con chết nữa không Tư? Bà nội bán 1-2 thúng dạ tầm vậy đó. Biết nhiêu triệu con là mà nói sao? Biết triệu nào nó. Bây giờ mấy người mặc áo tơ tầm là mặc cái áo lên cho biết bao nhiêu sinh linh trên mới. Con tính nội cái chân con, cái chân nó giận cái năm 60 năm đó. Bền vậy đó hả ông Tư? Bền lắm, không có gì bằng tơ tầm đâu. Cái nguyên cái xà rong nó con nắm lại gọn bân. Hèn chi mấy ông làm mắc dữ lắm, cái áo cà sa của ông sư đây này ông Tư. Ừ. Làm bằng tơ tầm đó đó. Ừ. Là 6-7 triệu một cái. Hơn nữa, cái đó nó pha giải trong rồi. Pha rồi. Chứ bằng tơ tầm không còn mắc nữa. Yeah. Cái xà rong cũ mà nó bán lại 40-50 triệu một cái. Cái dân giáo này có làm nữa. Ừ. Cái kia bận cho nó mát, con có nghe nói cho con không biết là cái mùa lạnh nó bận cho nó mát, còn cái mùa nóng bận nó bận cho thì cũng như mát. Quần lãnh đường bà mặc đó, năm quần lãnh Mỹ A đường bà mặc đó cũng là tơ tầm không đó, nhưng nhuộm mặt nưa. Yeah. Mà đâu phải nhuộm lần đâu. Nhuộm 2-3 lần, nhuộm rồi giặt, nhuộm rồi phơi khô cái giặt, giặt rồi nhuộm nữa. Dạ. Tưởng hồi đó giờ nuôi tầm rồi mấy ông lấy tầm rồi hết tầm rồi con đó vẫn còn sống bình thường. Nó còn sống. Nó không chín. Còn sống lấy gì mà có đâu mình ăn. Dạ, hồi... Không phải con ăn mà chỗ đâu mà con nuôi bướm nổi. Dạ. Phụ ngựa một đàn của bướm mấy triệu nó ăn tiểu tùng thì luôn. Mà con bướm nó cái con bướm tầm nó xấu không Tư ơi? Xấu quá cả bông bông nó đỏ đỏ bông bông. Nó không có đẹp. Có nhiều loại bướm đẹp lắm. Nuôi tới chừng lấy tầm mà chết hết trơn. Chết hết, luộc lấy kén lấy tơ mà. Nhưng mà họ canh hay lắm, họ canh ngày tháng họ biết, họ canh hay lắm. Biết. Bên Tân Châu người ta có nuôi đó. Hồi nguyên cái làng tơ tầm Tân Châu á. Yeah. Nó trồng dâu bển 100-200 mẫu mà. Tân Châu khúc nào ông Tư? Chợ Tân Châu con đi lên trên chút. Cái có đi quẹo vô trong cánh đồng nguyên trên chỗ cầu Tân An đi vô Tân An hiện giờ còn làm không đó con còn. Quần lãnh rồi đó bảy đỡm mặc đồ lãnh không à, mặc đồ lính nói chuyện với con cái gì cũng cởi đồ lính ra mặc đồ lãnh đồ lãnh mát chịu lắm. Đồ lãnh là đồ tầng 3 mà ông Tứ
nguyên ngoài bộ đồ luôn. Hồi xưa mấy ông già mặc đồ lắm không ạ? Vậy hả? Tại con không biết cái lưng bệ đỡm đâu có lớn rồi nha. Lưng trâu vậy, lưng mập đó. Hồi xưa mấy ông già như ông Tư nè, mấy người già như ông Tư nè, mặc đồ lắm mà mặc thắt dây á ông Tư, cái lưng quần á thắt dây. Dân giàu không mới có đồ lãnh đó. Lưng lãnh Mỹ A. Hả? Mắc không ông Tư? Hồi đó lãnh mắc không ông Tư? Mắc nhất. Các loại giải là lãnh nó đứng đầu. Bởi vì ông nội con mặc cái rồi ông thắt như dây vậy nè. Quần lưng rút không à. Lưng rút không à. Không có sỏ dây thun như mình bây giờ đâu. Nhưng sau này mấy ổng đâu có mặc dây thun hồi trước nữa, mặc lưng giận. Dạ. Lưng bành kỳ quay ngang, lộn rồi. Mà ỉa mau lắm mày. Ỉa chảy cũng cổi cũng mau nữa. Gặp bây giờ dây nịt vậy đụng bằng cổ dây nịt ỉa đầy quần. Làm sao mau được Tư? Bị ảnh ngoan vậy đó rồi cái con ấy ra cái tuột luốc rồi, cái quận tuột tới đất rồi. Tại vì cái lưng nó bành kỳ là nó bự hơn mình nhiều lắm. Bự gấp đôi cái mình đó. Rồi con tóm con ngoan lại vậy nè, rồi cái giận lạnh cụ tỏi như mấy người bới tóc vậy đó. Vậy là mấy ông đó ngày xưa là chắc chắn trong Tư là không có mặc áo bỏ vô quần được. Đâu có, hồi xưa đâu có vụ áo bỏ vô quần, bỏ áo bỏ vô quần là đầu tay á. Cái đầu xưa đâu có. Hồi xưa con tính đi lễ đi lọc này kia áo dài với khăn đóng rồi con nè. Đâu cà vạt. Đủ người chơi thắt cà vạt này vô tình ta nắm nó người ta gịch thắt họng chết luôn. Cái thằng nó giết con vợ nó ở dưới núi Bà Đội này nó cũng thắt bằng dây nịt của ông Tình đó. Bị ngủ với vợ nó cái cởi quần dài ra nó, lên hai thằng rịnh gặp bắt lấy dây nịt của thằng Tình á, thằng Tình nó chạy khỏi thắt ông vợ, mà ông vợ vợ nó cũng ngon, ông phó giám đốc ngoài hạng đá ra vậy. Vợ lên khóc rụ mà rút cây quýnh vợ dùng cái thứ đàn bà hư thúi có chồng mà còn ngoại tình nữa để khóc cái gì. Ủa mẹ đi phải có súng tao bắn chết hết luôn. Chửi. Lấy sợi dây nịt của ông Tình thắt họng treo lên cây. Năm đó treo lên cây đào không? Cây đào. Cởi hết quần áo ra luôn. Lâu chưa? Vì đang hai người nó đang mấy chục năm ấy, tầm khoảng hai mấy năm nay. Người ta đang làm ăn mà. Quần áo để bên đó. Hai thằng này nó đột kích vô nó gặp. Bắt tại trận luôn. Bắt tại trận. Thằng kia thì nó dò nó quần áo nó chạy bỏ quần áo đó luôn. Nó bắt nhỏ nó đứng chổng khu như cái đầu á. Thật đó em có coi. Thì ghê thiệt chứ. Mà nhỏ nó trắng thiệt. Dễ. Bởi vậy mấy phó giám đốc mới lấy. Thằng đó phó giám đốc. Nhỏ nó trắng đẹp. Nhưng mà nó tự thú Tư ơi. Sáng bữa sau nó xuống công an tự thú. Vậy cho người ta biết hết đầu đuôi ông già ruột nhỏ này đó, ông cũng biết. Mà nó đã thông báo rồi, nó thông báo với ông già ruột của nhỏ nó rồi. Thằng đó nó cũng khôn đó, đã thông báo trước cho gia đình rồi. Tự thú đâu phải nó giết người tử. Nó giết mà chứ không giết gì người tử. Cái thằng giết vợ nó hả? Thì nó giết chứ đâu phải người Tình nó giết. Nó nhắm trốn đâu khỏi luật pháp. Hồi đó cái đồ lãnh mà ông Tư nói là cái đó ông bà mình sản xuất nó bằng cái chất liệu gì mà nó tốt dữ không Tư? Tơ tằm. Cũng bằng tơ luôn đó. Tơ không đó. Đồ lãnh là tơ không đó, bởi nó mới mắc. Con mặt nó mùa nực nóng nực mặt mắc lạnh. Đồ bóng. Bóng giỡn rồi chứ bóng. Mặc vậy đâu phải vậy đâu, con nhúng mặt nữa rồi con đem con giặt. Giặt rồi nhúng, giặt 5-7 lần, nhúng tới nhúng lui 5-7 lần. Mà nó hơi dày á, con thấy nhúng nhiều lần nó dày lên không Tư? Nó cũng không dày không, bị cái cọng tơ nhỏ xíu như cọng tóc mà. Hay là do bà cò con ngày đó mặc cái đó nó khác, nó không giống à? Nó pha, nhiều khi nó pha chỉ dài thôi. Nó bền thiệt chứ. Bền lắm. Cái lúc mình biết tới cái lúc mà bả mất mà còn luôn á. Dễ gì mà chôn dưới 100 năm mà móc lên còn yên nguyên. Không mục hả ông Tư? Không mục.
Cái đó với cái loại lùng, cái mùng mà mùng lưới trắng ngày xưa không tư, con biết nó làm cái chất liệu gì mà nó chắc ghê thiệt chứ. Mùng lưới bây giờ thì nó cũng bằng chất mũ đó, mũ mũ không mà mùng lưới này nó có cái mùng trắng mà trắng trắng á, cái mùng lưới ngày xưa, nhưng mà cái mùng đó người giàu mới nó mới ngủ với mùng đó. Nhà đại gia ngày xưa. Ừ. Còn hồi trước tao lúc tao còn nhỏ kêu mặt dễ thúi á, bà nội đi mắt đám mưa mặt mày nào nãy giờ như quỷ. Ủa, nước nhuộm nó chảy ra mặt mày mà có sọc có đường hết trơn, đen kỳ. Ủa tao nhuộm cái gì mà nó không dính tư? Nhuộm nó dính nhưng mà mình mặc ẩu vô mặt ướt nhất là đi Tết rồi đó. Gặp mưa ướt nước là thằng nào nấy đen thui. Màu hồi đó màu gì mà nó dởm dữ vậy? Màu nó nhuộm làm như nó không đủ tư cách màu, nó không pha đúng. Chứ mặt mưa nó chắc lắm nè, con thấy vợ nhộm vô nó dính là giặt nó không ra màu không tư? Không ra đâu, mặt mưa, trái mặt mưa vậy nó mới mắc. Xà rong tơ rồi này kia của người Thái rồi này kia, Campuchia, Ấn Độ rồi đó. Yeah. Nó nhuộm rách tả tơ luôn, không phai màu đó. Nó nhuộm là chết màu luôn. Ở nhà bàn chính có ông cũng bán màu á, màu nhộm á, mà có ông đó đâu bán màu tốt, nhộm màu là không ra màu. Còn một số chỗ mua màu gì nhộm vô nó ra màu. Dạ. Dạ. Phèn đen cục bành bành như nó phèn đen. Nấu ra lại gần mà hơi nó bốc lên là chịu không nổi. Cái mùi nó giống phèn mình không tư? Phèn đen nó hắc dữ lắm.